có nè, hai gỡ dưới góc nè, nhân ai dưới góc mà hai gỡ hai góc luôn nè, góc luôn nè, gỡ đó em đóng luôn nè, quen kia ngoài kia ngoài kia tao không sao kẹp mà còn hai cái cửa đúng rồi sao kẹp. Hello, bữa mình kiểm tra cái gì ngày mình đó là mình làm gì đó đi rồi lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão đó quay trở lại máy cắt cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Đó thì hôm nay em có lên cho mình lô máy cắt cỏ nha chị, lô riêng biệt 11 máy ha. Giá thì cực kỳ là rẻ, chết rồi quên riêng cây máy rồi, cực kỳ là rẻ, tầm trung có, giá tầm thấp có, giá tầm cao cũng có nha. Anh chị xem kênh em thường xuyên đi qua đi lại cho em nha, xin một nút like nha. Khách mới thì chưa nhấn đăng ký kênh thì bấm vô đăng ký kênh để xem được nhiều video mới lạ ha. Thì bên em bán hàng với phương châm là khách hàng trao niềm tin, em nhanh sẽ trao cho mình chất lượng máy. Đó, thì cửa hàng của địa chỉ em là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Thì anh chị mình có thể đến tận cửa hàng để mình xem máy. Cửa hàng em ở tại chợ Trung Hưng hay còn gọi là chợ Ngã Tư nha anh chị. Đó, mình có thể đến tận cửa hàng xem máy cắt cỏ và máy cưa xích ha. Thì đây sơ lược chị luôn máy em. Hôm nay em có lên cho mình cái máy ghẻ nè, Echo trắng B1 ha. Hôm này Robin hộp, kế đến là Maru Yanma, kế đến là Tanaka 2 chống, kế đến là Yanma. Em nghe chứ em thử đi hả? Có cây đó Mitsubishi trang là 20 nè, hai cây Maru Yanma màu vàng 23 hết. Kế đến là Makita 264, kế tiếp là Shinewa 260 và cuối cùng là một cây G2K trên. Máy này chạy rất là khỏe nha anh chị, tầm trung có, cầm cao có. Thì bên em nhận ship hàng trên mọi miền của đất nước nha, hàng có tới nơi thì anh chị được tháo hàng ra kiểm tra test nổ cắt cỏ cưa cây. Máy chạy ok mà hả nhận hàng ha. Nếu mà nó thử cưa cho đi mà vậy đi chờ. Đặc biệt là bên em sẽ bao ship kèm phụ kiện đầy đủ. Em nhanh bán hàng, em nhanh không có lấy cọc 1.000 nào hết, cho nên anh chị chú bác mình an tâm mà chốt đơn ha. Đó, thích mã nào chốt mã đó, mà nếu mà thật sự coi là phù hợp với gia đình thì mình hãy chốt. Còn không thì mình có thể đợi cái clip sau nha anh chị, chứ đừng chốt nhanh chốt vội xong rồi bơm cho nghiệp em đó. Rồi anh chị mua hàng thì liên hệ với số điện thoại bên đây dùm em nhanh nè. 0913 136620. Số này có Zalo tên là cửa hàng Thành Hợp nha. Đó, rồi điện trực tiếp tư vấn số này luôn nha anh chị. Đó, 0913 136620. Một cây máy cắt cỏ khi mà em cho đi em sẽ cho 6 món ha. Thì 6 món này do nó thông dụng cho nên em sẽ cho 6 món này. Đầu tiên là một cái ổ cước có dây cước nè. Thứ hai là một cái trắng cỏ, một sợi dây đeo, một cái tiếp mở bugi, một cái lục giác 4 và một cái đĩa dài 3 tấc. Đó, đến từ thương hiệu Makita ha. Đó, em cho đĩa, em cũng cho đĩa xịn sò nữa nha anh chị. Đó, 6 món đi kèm ha. Còn riêng những cái mặt hàng này em bán nè, như là cái này á, là trà rong rêu, ứng dụng trà rong rêu cho trời mưa, còn trời nắng thì mình ứng dụng cho phát cỏ nha. Cái bản nhỏ 100.000, bản lớn là 120.000 nha. Mấy anh lấy bản nào thì mấy anh nói, mà mấy anh chốt trà rong rêu đem nhanh gửi nha. Rồi, cái này là gom cỏ nha anh chị, gom cỏ cho trâu cho bò ăn, 100.000 một cái. Còn mình đi ra mình chốt đơn đi. Trong không biết chữ hả? Rồi anh nào mua máy cứ mua theo gom cỏ, sẵn em nhanh gửi luôn 100.000 một cái gom cỏ như thế này. Còn cái này là cái tua hít để mình bơm nước từ dưới sông lên nha anh chị. Máy cắt cỏ ngoài ứng dụng phát cỏ thì có thêm ứng dụng là bơm nước, 150.000 một cái tua hít inox như thế này ha. Nè tua hít nè, gom cỏ, trà rong rêu. Nhớ khi mà mấy anh mua chung với máy thì em nhanh bao ship, nhưng mà khi mà ở nhà mấy anh có máy rồi, mấy anh mua riêng em nhanh vẫn gửi ha. Nhưng mà phí vận chuyển mấy anh chịu nha, 130.000 một cái lần chuyển như vậy đó. Rồi riêng cái này thì nhớt hai thầy, nhớt này em nhanh đang sử dụng ở cửa hàng và sẵn em nhanh bán luôn, mà em bán rất là được anh chị. Bây giờ cái dòng nhớt này á, là khách bên em mua để dành dùng dần, có người mua 4-5 chai để dành dùng dần luôn. Nhớt qua test hai thầy sử dụng cho máy cắt cỏ, máy cưa xích và sử dụng cho làm xích luôn. Một bình như thế này chỉ có 100.000 thôi, mà một lít nhớt như thế này mà anh có thể sử dụng từ 20 đến 25 lít xăng đó. Thì tỷ lệ pha là mấy anh mua dùm em 1 lít xăng, đối với máy cắt cỏ thì pha dùm em 40cc nhớt ha.
khi mà pha mấy anh bóp nhớt cho nó qua đây xuống đây nha. Cái bình nhớt của em bán nó có chia từng cái miêu nhỏ nha anh chị, 20, 40, 60 nè, đó 80%. Đó, khi mà mấy anh mua nhớt em về, mấy anh dùng cái lợi dụng cái bình nhỏ này, mấy anh lường chạy máy nó chạy cực kỳ là mát và bôi trơn mít tông. Mặc dù máy nó hơi ra khói nhưng mà cái đó là hiện tượng bình thường nha anh chị. À, không sao đâu, em nhanh hướng dẫn mà mấy anh pha mà máy mà hư em nhanh chịu. Đừng có pha sai. Với cái bình nhớt này nè, thứ nhất là mấy anh mua về shipper họ giao bất tử mình có nhớt mà thử ha, sau này mình sử dụng hết mình chữa cái bình này lại mình lường. Đó, nó rất là chuẩn luôn, chỉ có 100.000 thôi mà sử dụng năm từ 4 đến 5 năm nó mới hết hạn sử dụng. Đó, mấy anh mua một cái máy mua vài chai nhớt sử dụng đi. Rồi sẵn em nói nè, khi mà mấy anh không sử dụng máy nữa, lâu lâu mới sử dụng một lần, mấy anh đổ xăng với nhớt trong bình xăng lớn ra ngoài, mấy anh lấy cái bọc ni lông anh chùm cái đầu máy lại ha, là mình bảo quản như vậy kỹ lưỡng nha. Tại vì hôm nay có một khách là anh điện cho em, anh nói bây giờ sao máy không khởi động được nữa, em hỏi anh mua lâu chưa, anh nói anh mua hồi năm ngoái. Là mấy anh biết cuối cùng sao không? Xử lý là ở trong cái chỗ cái bô khói á, giống như là con ong người dẻ nó làm tổ ở trong đó, nó nghẹt bô. Mà lâu lâu sử dụng cái khách người ta đâu có biết xử lý đâu, giật hoài nó nghẹt là sao chạy nổi. Rồi em mới hướng dẫn cho anh giật xăng mồi. Giật xăng mồi thì cái bô khói nó đẩy cái đó ra mà đẩy được một mớ nào đó thôi, thì anh mới phát hiện là anh nói là cái con ong người dẻ nó đóng tổ ở trong á anh chị. Bởi vậy là cái bảo quản tốt nhất là mình lấy cái bọc ni lông mình chùm cái đầu máy lại là không có con gì vô làm tổ được hết ha. Để nhiều khi không có biết đường kiểm tra thì tưởng cái máy nó hư, một cái máy khác thì nó quá uổng tiền đi. Rồi, rồi bây giờ em sẽ nhờ thợ test nổ máy nha. Hôm nay em lên lưu chữ B nha anh chị. B phở nha. Anh chị chốt dùm em mã B1 cho đến B11 nha. Đừng chốt tên máy, đừng chốt ký, đừng chốt màu máy nha, đừng chốt giá tiền máy mà chốt ký hiệu máy để em nhanh biết. Và một cây Hitachi hay gọi là Echo trắng, công suất là 21cc, nồng 31 ly, phiên bản có trợ lực trả nha anh chị, kéo thẳng về là nhẹ, buông về là nhẹ nổ, nhẹ nổ thôi đó. Lốc máy nè, đó, đẹp bô khói nè anh chị ơi, trắng sáng nha. Chạy chế Win One Pro, một kim ga ngang tung liền tung nhựa ha. Cái phiên bản chiếc lá này chạy rất là lợi xăng nha anh chị, có chân chống bờ đỡ bên xăng luôn ha. Mấy anh mua máy này phát cỏ gia đình đó, phát cỏ cho trâu cho bò ăn nó tiện lợi lắm, thay vì mình bằng cỏ tay ha, ga giữ con tắt trên di động đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở nha. Lát zin nè, Hitachi đầu bò zin đó, trắng cỏ thì là trắng cỏ mới đó. Rồi mã này là mấy anh chốt cho em nhanh mã B1, giá là 1.250.000 nha. Cũng thêm ghi chị cái mã khác nè ha, B1 1.250.000. Rồi kế đến là Robin nè, Robin 025, một chiếc máy Robin đó, hình nó tương đương như cái hộp cho nên bên em gọi là Robin hộp ha. Hai ốc máy vàng đẹp nha anh chị, bô khói trắng sáng nè, công tắc nè, công tắc zin, lốc máy đẹp ha. Chạy chế zin One Pro nha, zin theo máy luôn, chạy cực kỳ là lợi xăng luôn đó, bình xăng lớn rồi zin liền lạc hết, ga giữ nha anh chị. Đây 025 đầu bò zin đó. Mã này mấy anh chốt cho em nhanh mã B2 anh chị ơi, nồng 32 ly, giá là 1.300.000 đồng. Em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ ha. Mà
Aruzenma, công suất là 20cc, nồng 30 ly ha. Đó, máy này thì nó gọi là liền loạt quá rồi. Đó. Bô khói nè, rất là đẹp. Cái dòng máy Maru này anh chị, thứ nhất là chạy cực kỳ bền nha. Sức nó hồi gọi là trâu bò dẻo dai. Thứ hai là chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng, ít có hỏng quạt lắm. Nhà mấy anh nhìn cái bộ chế nó còn cái miếng nhựa ở trên này. Giữ lại ha. Ít có sử dụng, chỗ này là chỗ kim chỉnh nha anh chị. Chế quanh bộ rồi. Lóc dập nổi mắt in Japan ha. Tung bỡ đỡ đầy đủ nha. Tung liền tung nhựa, đó, ốc máy trắng sáng nha. Đó, công tắc nè. Zin. Cùm nè. Ga bóp cò zin. Láp nè, 20cc. Đó, đầu bò zin, có chén chống mòn đồ ốc không ha. Chén cỏ nó bể rồi nó bù chén cỏ khác. Mã này mấy anh chị chốt giùm em nhanh, mã B3 nồng 30 ly giá 1,4 triệu ha. 1,4 triệu là phí đó em nhanh, đã bao ship kèm phụ kiện đầy đủ nha. Kế đó là Tanaka hai chống nè. Tanaka này là máy nó nồng 32 ly đó, công suất là 23cc nha anh chị. Nếu anh chị nào mà chưa biết về đề máy này thì nghe lời em nhanh mua thử xài một lần, nên chị xài được là chỉ chọn nó thôi. Cái cây này tua nó rất là nhanh ha, mà em thấy là máy nó không có hỏng quạt không gì hết, tua nhanh, chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng luôn. Mà cộng điểm cho nó là chạy chế Gin One Pro le đỏ tự động nè. Khi mà mấy anh đóng le, mấy anh dở vậy, mấy anh lên ga tự nhảy mở le ha. Dành cho anh nào mà hay quên, ví dụ mở le là lên ga nó tự nhảy. Tim tuốt đồ rất là đẹp ha. Bô khói nè, trắng đẹp. Có chân chống bờ đỡ bình xăng luôn. Công tắc nè, tung liền tung nhựa ha anh chị. Đó, lọc máy nè. Và đặc biệt cái này nó có phiên bản này, nó có trợ lực nha. Kéo nhẹ là nổ, cái nhẹ là nổ à. Ga giữ nè, hai ta đôi lớn, lắp đồ zin hết. Trắng cỏ đầu bò zin. Mã này mấy anh chốt cho em nhanh, mã B4 ha. Nồng 32 ly giá 1,5 triệu nha. B4, 1,5 triệu. Kế đến là Yanma phiên bản nồi đồng cối đá ha. Phiên bản này là khách của em cho phản hồi, nó là xưng với cho nó một cái biệt danh, nó là nồi đồng cối đá nha anh chị. Đây là một cây phiên bản Yanma 253 có xả cò ha. Để mấy anh giật nó nhẹ như là trợ lực vậy đó, lực áp xả cò. Cái này là cái cò của nó nè. Đó, này thì bên em đã lên chế mới hai kim rồi. Nồng thì hai lá bạc, mà máy chạy cực kỳ khỏe nha. Máy này là chạy càng nóng máy nó càng bốc nha. Nên nhìn cái lốc máy nó nè, nó dài nè. Khách em bên Đồng Tháp hôm bữa chạy qua đây mua cây máy xong rồi là về là cho phản hồi liền. Thử máy chạy ngon lành ngọt ngào rất là thích. Anh nói cây máy này chạy im lắm, cái đời máy này nè, rất là trâu bò. Anh tắt nằm đây nha anh chị. Tum nhôm tum rời ha. Nhưng mà này tum lỗi của nó nha anh chị, chứ tum 260 bắt chứ không có vừa ha, nó có thun nữa nè. Dịp nhàng ha. Ga giữ. Chắn cỏ đầu bò zin nè. Đó. Mã này chốt cho em nhanh, ký hiệu mã B5 32 ly 1,5 triệu ha. Đó 1,5 triệu. Kế đến là động cơ Mitsubishi chân là 20 ha. Chú bác nào mà yêu thích động cơ Mitsubishi
Rồi bây giờ là nhà máy lớn không mà không có máy nhỏ đây, mình phát cỏ liu giu lai ga thì mình chọn này ha. Mitsubishi TL 20. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha. Kéo nhẹ là nổ ha. Chạy chế zin, lê đỏ tự động nè. Đó, siêu gọn gàng, bình xăng lớn thì zin theo máy luôn. Máy này siêu gọn, siêu nhẹ ha. Công tắc nằm ở đây. Model TL 201. Lắp dập nổi made in Japan ha. Đế bờ đỡ bằng nhựa nè. Chạy là tinh nhôm tung rời 260 nha anh chị. Chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng mà đầu máy này mang ra tháo rời luôn. Đó, ga giữ, một tay cầm, lắp bắn tĩnh điện luôn ha. Chắn cỏ đầu bò kim đầu bò, vừa có chén chống quán cỏ, vừa có chén chống mòn đầu óc luôn. Đó. Cái máy này khi mà mấy anh chốt mà mấy anh không thích một tay cầm thì mấy anh lên nói bên em sẽ lên hai tay cầm miễn phí ha. Còn mà được như vậy mấy anh phát cỏ mấy anh đi vô vườn ha, nó không bị vướng víu, nó không làm mất thời gian của mình. Đó. Mã này chốt cho em nhanh, mã B6 anh chị ơi, nồng 30 ly giá 1,5 triệu nha. 1.500.000 đồng. Rồi cái đến là Maru Yanma 231. Một cây Maru Yanma nồng 32 ly, công suất là 23cc. À, này gọi là Maru Yanma 23 sắc lớn nha. Cái này cái gon gin của nó anh chị, tại vệ sinh nó bị gắt thôi ha, chứ không có sao hết á. Cái này thì nó cũng chạy chế gin quanh bro một kim luôn nha, ra ngang. Nè, ốc máy nó vàng rất là đẹp, bô khói nè anh chị, sáng sáng nha. Phiên bản này cũng có trợ lực nhẹ nha. Ốc máy đẹp, bình xăng lớn gin liền đạt hết. Đó, máy này có lốc có dập nổ made in Japan ha. Không bờ đỡ nè, rất là dày dặn luôn. Tôm liền, tôm nhựa nha. Đấy, mà sắc lớn, ốc máy nè. Trắng đẹp anh chị. Cái phiên bản này ra gài nha. Kéo lên. Đẩy xuống là tắt ha. Đẩy lên là mình mở. Ốc cùm nè. Bao tay quá đẹp, đầu bò ghim nha anh chị. Láp ghim nữa nè. 231 ha. Đầu bò có chén chống mòn đồ ốc và chén chống quán cỏ nè. Mã này chốt cho em nhanh mã B7 anh chị, giá 1,6 triệu ha. Em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ nha. Rồi cái đến cùng mã luôn. BC. Cái dây này có dây giật nha anh chị, kéo nửa sợi dây giật thôi là nhẹ nổ à. Đó, trợ lực ha. Chạy chế gin quanh bro. Đó, anh chị nào mà yêu thích dòng máy Maru áo vàng ra bóp thì mình chốt cái máy này đi. Tắt là mình không ha, không cần phải lăn tăn nhiều nha. Vừa trợ lực vừa ra bóp gin, lóc dập nổi máy Insaban rồi luôn nha. Đầy đủ tiện nghi. À, ông số này là tiết kiệm xăng nha anh chị. Ra bóp nè. 233 đó, chắn cỏ đầu bò ghim ha. Lắp phần tay hôn số đầy đủ. Mã này chốt cho em nhanh mã B8 anh chị, 32 ly giá 1.600.000 đồng ha. Cái đó là Makita 264 nha. Makita công suất là 26cc nồng 34 ly, và cái phiên bản Makita này nó có trợ lực nha anh chị, rất là xịn sò luôn. Đó, giật nhẹ là nổ nha. Tắt nè, công tắc nằm phía sau luôn. Có chân chống bờ đỡ bằng xăng luôn nha. Tôm liền, tôm nhựa ha. Chạy chế gin quanh bờ nha. Ga giữ, hai tay đầu lớn, trắng cỏ đầu bò gin ha. Lắp toàn tem thông số đầy đủ. Đó.
Mã này mấy anh chị chốt cho em nhanh, mã B9 nha anh chị, 34 ly, giá là 1.600.000 đồng. Bao ship kèm phụ kiện đầy đủ ha. Rồi cái đó nè, hai cây cuối cùng anh chị ơi, xin đi qua với G2K ha. Xin đi qua, công suất là 26cc nồng 34 ly ha. Chạy chế zin. À, áo đỏ ao quá đẹp anh chị. Bô khối thì trắng đẹp nè. Đó. Đặc biệt dòng này là chạy tum nhôm tum liền ha. Có cái áo bảo vệ cái tum luôn nha anh chị. Bán tĩnh điện luôn. Đó. Cái dòng này anh chị nhìn này mát in nha ba. Chạy lời xăng lắm, khung bộ đỡ đầy đủ nha, đẹp lắm nha. Rất là đẹp. Cốp lưng nữa nè. Ra bóp zin. Đẩy xuống rồi tắt, đẩy lên là mình mở nha. Ừ. Lát viên ha, đầu bò viên. Mã này chốt cho em nhanh, mã B10 đồng 34 ly, giá là 2 triệu ha. Em bao ship kèm phụ kiện đầy đủ. Lẽ Thanh ơi. Dạ. Cái đó là dòng G2K ha. G2K chạy rất là khỏe nha anh chị. Nhớ giùm em ký hiệu chốt là B11 34 ly 2 triệu ha. Ừ, mình xăng trên xuống. Xuống xăng trực tiếp luôn ha. Ừ, chạy rất là khỏe nha. Tung gời tung nhôm, có chuyên chống rồi luôn. Cái màu đỏ đỏ này là công tắc của nó nha anh chị. Đó. Lắp này thì lắp xay, ga giữ ha. Này móc qua đeo vô đây. Đó. Made in Japan anh chị ha. Đầu bò zin. Mã này mấy anh chốt cho em nhanh, mã B11 anh chị ơi, 34 ly, giá 2 triệu ha. Đẹp liền lạc nha, cái bô khối của nó màu đen này vô bô sắc nha anh chị. Mình xăng của nó sơn hổ là mình xăng trái nổi ha. Rồi, cho em chào và hẹn gặp lại, tạm biệt nha anh chị.